Anh Sơn ơi. À, không không. Ráng vượt mày. Chạy qua mày lấy. Ơi, cái đừng ép để em qua đây chứ. Chín cá, chừng chín cây á, ăn đâu biết nữa mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không ra đâu. Chỗ sáng này từng dính cây luôn á. Tao thấy ăn đâu. Hay mồi mà. Hay mồi mà. Đó, tao thấy ăn đâu. Ủa cái bọc áo à. Con này bự á. Con độ không kịp thì dính. Chưa? Không có rồi, có rồi. Anh chẳng cầm qua nghe. Vật nhỏ quá. Con này to á. Người ta cứ gì cho nó mệt. Cảm ơn. Con này bự lắm. Lấy cái quà qua anh cỏ. Quay đi quay đi. Đủ con này to ghê lắm á. Con này cắt mè quá. Lúc lúc ra đó hả? Đó nó lên giùm cái này con mè con mè. Lên nhà thúc đó luôn á hả? Con mè con mè. Mà qua xuống kia là mất á. Quay đi quay đi quay không thấy cười lên vậy thôi. Bao quay nhanh lên. Quay cười lên cái này. Gốc cây cái này nè, nó đông qua một tí nữa tới gốc cây chứ mấy. Nó lúc nào nó không về gốc cây. Tôi hỏi tôi lọc rồi dính cây đó mình chơi. Mà đâu sao không kéo đó chứ. Đồ ơi sao đi xa dữ đâu. Hả? Đồ ơi đi xa lâu vậy. Cứ từ từ thôi, cứ từ từ. Đủ con này. Này. Đây đây đây. Con này không không bị nó cây 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 này. Thấy mồi thôi. Từ từ thôi. Ừ. Vâng, cái này còn cá to. Là giờ nó đang ăn gần đó. Thấy mình rút lên thấy mồi đó. Đồ chúng chăng mày. Nó là to lắm. Từ qua cái nòng đi. Đừng đi qua đây được. Tôi giờ chưa dính ra. Lên lên tới nó quay ra. Thấy mình qua bên kia. Ờ vâng, qua đó là chết đó. Bắt dòng lên, bắt dòng đi đi lên luôn. Ba lô nó lại không sao. Cứ giữ giữ nó thôi bác ơi, từ từ không sao đâu. Mồi lắm. Con này chắc chép rồi. Cứ xả vừa vừa lại chứ không? Xả sơ sơ lại thôi. Nhưng mà đừng có xả trước nhiều quá, qua bên kia là được. Ừ lắm. Được. Lui dốt xuống lòng qua bên kia kìa. Quấy con kìa. Quay là đi nó đi vô cày hồ. Nó đổ bờ mà không sao đâu. Chép á. Cắp kèo đi. Đù con này hàng khủng rồi. Con bự bằng này này đúng không? Quay quay đi quay. Và mình chưa rồi. Đù. Dễ gì con gì nè. Từ từ thôi bác. Cho nó mình cho nó ở ở phía giữa thôi. Không được đừng xiết quá. Đừng xiết quá bác. Mê. Cá mè nó không ăn đâu. Mè do giật dính mà. Cái đuôi mè mà ăn đâu. Quay vô thấy mồi giật dính mà. Quay đi. Hơn á. Hiểu không? Không phải là nó không ăn gì hết á. Anh ta quay thấy mồi mà không quay lần nào. Mè quá ơi. Quay cầm phẹt mè. Cầm đi không phải mè. Mè sao á? Không phải mè. Con còn chấm rồi. Không phải mè. Mè đang nhắn yếu lắm. Ờ, vô dữ gì. Chắc màu đất rồi mà. Từ từ. Nó vô. Nó yếu rồi, Bước vô, chạy vô luôn. Rồi, quay, thắt xuống mặt, thắt xuống. Từ từ, cứ dìu vô vậy đó. Đang mệt đó. Căng thẳng. Cứ bình tĩnh ha. Đi, ngồi xuống. Anh em mang điện ra cho camera. Đồ tới cháu đã kéo cá bứ rồi. Đủ cái ăn từ sâu nhất nha. Đứng im đó thôi đạt ơi. Chừng nó vô gần cỏ cái đã. Lùng đi lùng nước.
Thu. 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 Vô tình giật tính người. Vô tình lượm được bị kiếp. Mình kêu sao? Đưa cái đèn nó bên vô. Đèn rồi. Nó lên cái kỳ đen mà. Biết phải không? Đưa đi em. Qua qua bên này xíu này, là ép đâu cần cho nó đổ qua bên đó mà. Chứ trong này bị chú tới cái chỗ này thì được rồi. Vớt chỗ này nè, vớt chỗ này lát không bước xuống nước vớt thì được chứ. Ở đây mà qua. Nó cậu bánh gì đứng nhìn nó. Nó đang đuối rồi, nó đuối rồi, nó lên người rồi mà. Đuối do thì nhiều, do thì từ đó rồi. Không không cảm, không bồi gì hết. Mấy ngày máy này yếu, máy yếu, máy nhỏ mà. Bữa mà mua được cái máy kia ngon rồi. Được như cái máy của anh á thì vô đây thì nó chắc đi vô đẹp đẹp rồi. Máy kia để máy khác là nhịp để vô. Không nhưng mà em sợ cái cước này, đang sợ cái lo, đang sợ lo cái cước, cước cước đều đây lo. Qua qua này phía đi, đừng cho nó bắt vô cỏ. Lắc qua đi, nó gần tới nó bắt đầu thu cước lại là vừa. Đen nó đi rồi, đen nổi luôn. Đen nó nổi ra. Cái này nó dính vô mà nó ăn đâu, để là kéo vô nó dính á. Không phải đâu, nó ăn á. Bác coi lưỡi là biết cái gì đâu mà lưỡi vô nó mở thì nó ăn chứ. Mẹ bây giờ đồ nó đi ngang thì sao mà dính nha. Từ từ coi chừng nó bắt tay luôn rồi kéo. Nếu mà chúng tay ngang thì nó nói được chứ. Không, cái chuyện. Giờ nó hết chạy rồi không? Bớt rồi, Đục má này nó đi ghê ha. Đủ mà may rồi sáng đi làm là không có, có cá rồi. Căng là được, căng là được. Bây giờ nó nghe tiếng người nó chạy ra lại đó. Cho nó mệt đi, cho nó mệt đi. Ông vô bờ nó nghe tiếng nó ra lại. Thầy ca, đến thiên mở tay luôn á. Thầy ca. Mình nghi con này dính giữa người nó. Từ từ. Anh em cứ từ từ nha, một người tới thôi. Họ đứng bên này hết thôi. Xem cái hàng trước con đánh con. Ông chú quay qua nhìn cả trước khi lên cả chú. Rồi tông. Anh em cứ từ từ nha, đừng có tới nha. Sao đâu, từ từ thôi. Má này nó đi cần đi gì không được luôn à. Từ từ thôi, mới có chưa được 15 phút mà. Vậy nó mới mệt được. Mấy phút giờ tôi chưa được 15 phút. Nhưng mà đừng có để tới phút 90 nữa. Ngày tới cái phút 90. Phút 90 mới đọc chứ. Đâu. Nhưng mà thấy người rồi, thấy cá là biết rồi. Tưởng thằng đen chứ không phải thằng đen. Mày đen. Mày bông. Quay
cái cót anh. Vậy tiếng cót nó kêu á, nhưng mà người không nghe đâu. Giật nó gần nó ấy. Đánh làm xe mà đi sát vô lâu phải chịu. Bắt cái rọ mè, chờ bắt cái rọ mè, bắt nó không mè này. Bảy đồ quay tìm cho rọ, ra rọ mà mua. Đủ mà con này tính ra lì rồi ha. Dính nhau mà. Cái bay vậy, cái kỳ lưng, cái kỳ trên lưng á. Quay vô bị dính đó. Mình kêu kêu vỗ nó ra. Mình cứ vô nó cứ bay vô sóc bằng xuống đây nè. Ô cái này cũng đục đâu mà cũng lên xe đâu. Đúng quá. Ai giờ ai có cái giờ đó. Dính một có con mì bác nào đưa vô nó, nào mà quyết định vật nó con nha. Khi nào vật á, nói vật rồi nói để đi đường. Nó dính cái đây nó khỏe lắm á. Con này chắc chục hơn hơn chục. Con đánh con rồi chứ không biết nữa. Nó xem xem với con 15 tiếng ăn vô luôn. Quay vô thay mồi không quá. Ờ cái đầu vô rồi. Không không cho nó cày đấy nha, nó có cái thành bê tông ở dưới á. Cày là cả đứt trước đó, cứ cho nó nổi lên. Tôi xin mợ. Đừng thân cày. Nghe à. Không cần cây. Không thẳng được. Đều đầu qua đây này. Còn vết được. Tên là xuống nước luôn luôn. Quậy để gì? Anh em xích xa ra chứ. 20. 20 kg. Anh em xích xa ra nha, đừng tới nha, một người thôi. 18-19 kg rồi. Buồn nó ra lại nè. 18-19 kg chứ không nhỏ đâu. Đây rồi. Chúng chúng mày cũ ơi, mày cũ ơi, mày cũ vậy. Chứ phải mày mới đâu, mày cũ á. Hàng cừu á. Hàng cừu còn con hai con mà vậy. À, còn hai con đó. Mà trước thấy quýnh như con hàng cừu á. Chứ không phải hàng mình, hàng mình hàng loại 8-9 kg kia đâu. Hàng cừu á. Hàng cừu. Chỗ gốc cây bên này. Một lưỡi á. 15 kg. Ồ, dính vô đó thì có khả năng. Hơi cứng á. Vô cái tay cứng á. Vô cái tay cứng á. Không được đâu. Không chết, có tên bắn thì được. Không chết, kéo lòi cái đầu lên quất vô cái đầu chết liền. Chết gì đâu, cứ đưa vô từ từ cho nó cứ đường từ cho nó đầu nó là cái này chẳng qua không vô thôi chứ nó vô vật bộ tư. Nhả một chút đi bác. Lưng nó lên nó quay ngược rồi. Rồi rồi đó nha. Hả mỏi rồi. Chưa đâu, chưa đâu, cứ từ từ thôi. Qua đó một chút đây nó thủ vô mạnh đó, vô mạnh đó. Hôm qua đứng trước đêm nay xem á. Vô mạnh nữa. Nó nổi lên mình cho nó cày xuống được á. Cày xuống đứt xuống dưới thành bê tông. Chỗ đó vỡ ra được rồi đấy. Không được, vỡ là không ăn đâu. Không dễ, không đơn giản đâu. Bự quá. Cách mặt nước cả 1 mét thôi mới dám. Em nghe. Cho nó lên. Cứ từ từ đi, cứ từ từ. Không ít lên cho nó cắm xuống được. Đầu nó cắm thành bê tông. Cứ ép nó lên, cái miệng nó lên được tí là nó đỡ, nó mệt. Nó nằm dưới đó hoài, nó lúc nào nó có oxy nó gồng dưới đó. Ép là sẽ đứt cước. Trước có 150 cuộn à. À trước mới thay á. Mới thay nữa chứ. Em không em không biết giờ bứt cá rồi nổ. Hết dây. Cần mở bùi về. Học bùi á con em bơi ra bùi đáy đồng tiền á. Đứng ngay chỗ hàng sân đó. Nha. Shimano lên nha. Nó còn cái van nữa à. Quay vô thầy mô mà chú làm để ngồi lên đó đó. Cái cái bà mét bà nó cũng xuống ác luôn. Nó lôi vô. Con này chắc 10 hỏi giờ có cá bự đâu. Hơn thôi. To hơn con 12. Tới nha. Cái con chấm trắng á. Vâng được rồi đó. Đưa đâu, từ từ con. Cho nó vô đi. Bây giờ đang con bán em vớt cá một xíu đó rồi nói là đang vớt cá bự lắm. Con này 20 kg á. 20 kg.